Lịch trực tiếp bóng đá hôm nay 16 tháng 11, Việt Nam ra quân gặp chủ nhà Philippines, người hâm mộ đón tin vui. Theo lịch thi đấu ngày hôm nay 16 tháng 11 vào lúc 18 giờ sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với chủ nhà Philippines trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Rizal Memorial. Một ngày trước khi diễn ra trận đấu, FPT Play đã đàm phán thành công bản quyền của trận đấu này. Đây là tin vui với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi được theo dõi trực tiếp và cổ vũ các chiến binh sao vàng trong những bước đi đầu tiên trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ World Cup. Một năm sau khi vòng chung kết World Cup 2022 khép lại ở Qatar, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á trở lại guồng quay nhằm tìm ra 8,5 suất tham dự giải đấu lớn tại Mỹ, Canada và Mexico. Với đội tuyển Việt Nam, việc lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, thậm chí là giành được 4 điểm đáng được khen ngợi. Điều đó cũng trở thành mục tiêu động lực để những chiến binh sao vàng trước mắt cố gắng tái lập thành tích kể trên và xa hơn là tham vọng có lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở World Cup. So với hành trình trước đó, vòng loại thứ hai World Cup 2026 có phần dễ chịu hơn cho đội tuyển Việt Nam. Đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Chuje sẽ lần lượt chạm trán Philippines, Indonesia và Iraq với tổng cộng 6 lượt đi và về. Khởi đầu của chuyến phiêu lưu đầy hoài bão của thầy trò Chuje sẽ là chuyến làm khách trên sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial vào tối nay 16 tháng 11, quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho trận đấu này tỉ mỉ và tươm tất. Các cầu thủ có tổng cộng 6 trận giao hữu quốc tế trải rộng từ tháng 6, tháng 9 và tháng 10. Những đối thủ mà Hoàng Đức cùng các đồng đội chạm trán có độ khó tăng dần, từ việc đánh bại Syria, Hồng Kông Trung Quốc, Palestine cho đến những bài học lớn rút ra từ thất bại khi đối đầu ông lớn châu Á như Trung Quốc, Uzbekistan hay Hàn Quốc. Ba trận thua vừa qua trước những đội bóng lớn của châu Á của đội tuyển Việt Nam có thể tạo ra đôi chút dao động trong lòng giới mộ điệu. Nhưng điều đó vốn dĩ nằm trong toan tính của huấn luyện viên Chu Dĩ. Ông chấp nhận những tỷ số không có lợi cho đội tuyển Việt Nam, nhưng ngược lại, việc được đối đầu với các đội tuyển mạnh hàng đầu châu Á đã giúp những cầu thủ tích lũy kinh nghiệm bản lĩnh thi đấu cũng như cách triển khai khi gặp đại diện trên tầm. Về phần mình, đội tuyển Philippines cũng trải qua 6 trận đấu trong giai đoạn tương tự như đội tuyển Việt Nam hướng đến vòng loại World Cup 2026. Đội bóng có biệt danh The Ancans, bổ nhiệm người cũ Michel West, huấn luyện viên lăn lộn nhiều năm ở Đông Nam Á nhưng không có được nhiều thành công. Sau 6 trận đấu trước đa số đối thủ ở diện trung bình của châu Á, Philippines có 3 chiến thắng trước Afghanistan, Kyrgyzstan và Nepal. Bên cạnh đó, họ hòa và thua trong hai lần đối đầu với Đài Loan Trung Quốc, cũng như mới trải qua thất bại gần đây khi gặp Bahrain. Có thể xem lực lượng mà đội tuyển Philippines và Việt Nam đăng ký cho màn so tài này có sự đối lập lớn. 12 trong tổng số 26 gương mặt mà Philippines lựa chọn sơ bộ trước khi chốt danh sách 23 người đã trên 30 tuổi. Cá biệt một số trường hợp đã sắp 40 tuổi như là hậu vệ Simon Rota 39 tuổi, tiền vệ Stefan Srok 37 tuổi hay là tiền đạo Bienvenido Maranon 37 tuổi. Trong một tập thể khá già cỗi, niềm tin của Philippines được đặt lên đôi tay của Ney Etheret, thủ môn kỳ cựu nhiều năm chơi bóng tại Anh. Ngược lại, phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Việt Nam đăng ký lực lượng nhiều cầu thủ dưới 23 tuổi nhất trong 10 năm qua. Tính đến trước khi huấn luyện viên Philip Chuze chốt danh sách 23 cầu thủ vào ngày 15 tháng 11, đội tuyển Việt Nam mang sang Philippines tổng cộng 28 cái tên, 13 trong số đó dưới 23 tuổi. Trong đó, Nguyễn Đình Bắc là cầu thủ trẻ nhất khi sinh năm 2004. Trong 3 lần gần nhất dự vòng loại thứ hai World Cup, đội tuyển Việt Nam thường có các trận mở màn không mấy ấn tượng. Vì vậy, người hâm mộ kỳ vọng đoàn quân của huấn luyện viên Chu Dê sẽ tạo ra sự khác biệt. Theo thống kê, đội tuyển Việt Nam đã từng có 3 lần dự vòng loại thứ hai World Cup tính từ năm 2014 cho đến nay. Nhưng thành tích ở các trận mở màn không mấy ấn tượng với hai trận thua và một trận hòa. Năm 2014, đội tuyển Việt Nam phải tham dự vòng loại thứ nhất World Cup Trước khi giành quyền vào vòng loại thứ hai, nhờ hai chiến thắng trước Ma Trung Quốc. Ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Paco Goes đã thắng Ma Trung Quốc với tỷ số 6-0. Đến trận lượt về, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thắng cách biệt với tỷ số 7-1 để vào vòng loại thứ hai. Tuy nhiên, ở trận mở màn vòng loại thứ hai, tuyển Việt Nam nhận thất bại đậm 0-3 trước Qatar ở trận lượt đi. Dù giành chiến thắng ở trận lượt về với tỷ số 2-1, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Paco Goes dừng bước khi thất bại chung cuộc 2-4 trước Qatar. Ở vòng loại thứ hai World Cup 2018, đội tuyển Việt Nam có trận mở màn trước kình địch Thái Lan trên sân nhà Raja Mangala của đối thủ. Dù đặt mục tiêu chơi phòng ngự chặt chẽ để có điểm trên sân khách, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Toshiya Miura dẫn dắt vẫn thua chung cuộc 0-1. Đó là trận đấu mà tuyển Việt Nam lực bất tòng tâm trước Thái Lan do phải chơi với 10 người khi Nguyễn Minh Châu phải nhận thẻ đỏ ở phút 73 của trận đấu. Mất người, đội tuyển Việt Nam để lộ nhiều khoảng trống ở trung lộ và đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút 81 sau pha đột phá và dứt điểm hiểm hóc từ cự ly 20m của tiền vệ Puklo Anan. Đến vòng loại thứ hai World Cup 2022, tuyển Việt Nam dưới thờ huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục gặp lại đối thủ quen thuộc là Thái Lan trong trận mở màn trên sân Thammasat của đối thủ. Trước sức ép rất lớn của đội bóng do huấn luyện viên Akira Nishino dẫn dắt, đội tuyển Việt Nam may mắn cầm hòa không đều. Tuy nhiên, vòng loại thứ hai World Cup 2022 sau đó chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo khi chúng ta về nhì ở bảng G với thành tích 5 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua để lần đầu tiên trong lịch sử có mặt ở vòng loại thứ ba của một kỳ World Cup. Vòng loại thứ hai World Cup 2026 chính là lần thứ tư tuyển Việt Nam tham dự sân chơi này. Đoàn quân của huấn luyện viên Philip Troussier sẽ có trận mở màn với đối thủ được đánh giá dễ thở nhất của bảng đấu là Philippines vào lúc 18 giờ ngày 16 tháng 11. Đây là trận đấu mà tuyển Việt Nam đặt mục tiêu phải giành chọn 3 điểm trên sân khách krizan Memorial để cạnh tranh tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba với các đối thủ là Iraq, Indonesia ở bảng đấu của mình. Ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo tháng 2 hòa 1, thua 1 trong 4 trận trên sân khách. Tại vòng loại thứ hai World Cup 2018, thành tích của đội là thắng 1, thua 2. Tuy nhiên đội tuyển Việt Nam sẽ phải tập trung và nỗ lực hết sức khi phải thi đấu trên mặt sân nhân tạo khi đối đầu với Philippines. Ở trận gần nhất gặp đối thủ Đông Nam Á trên sân cỏ nhân tạo, gặp Singapore ở vòng bảng AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam chỉ có thể giành được một điểm khi phải chơi trên mặt sân không phù hợp với sở trường của mình. Sau 8 tháng chuẩn bị, đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Philip Chuje đã sẵn sàng mở màn vòng loại World Cup 2026 bằng việc thắp sáng ngọn lửa chiến thắng tại Philippines. Ngày 16 tháng 11 tới. Sau 8 tháng kể từ ngày huấn luyện viên Philip Chuje bắt tay vào huấn luyện đội tuyển Việt Nam, chúng ta đã có 6 trận giao hữu với những kết quả khác nhau. Bao gồm 3 chiến thắng trước các đội là Syria, Hồng Kông, Palestine và 3 thất bại trước Trung Quốc. Trong suốt thời gian đó, huấn luyện viên Philip Chuje đã thực hiện rất nhiều sự thử nghiệm, trao cơ hội cho rất nhiều nhân tố mới, thậm chí là những người rất trẻ như Nguyễn Đình Bắc, chỉ mới 19 tuổi, hay Khuất Văn Khang, Hồ Văn Cường Nguyễn Thái Sơn chỉ vừa tròn 20 tuổi. Quá trình trẻ hóa đòi hỏi sự kiên định và bền bỉ. Vì kết quả tốt không thể tới ngay lập tức. Các cầu thủ trẻ ngay cả khi nắm rất vững lý thuyết sẽ phải cần rất nhiều trải nghiệm và cả những bài học để trưởng thành hơn. Đó là điều huấn luyện viên Philip Chuze đã nhìn rõ và nhất quán áp dụng suốt 6 trận giao hữu vừa qua. Bổ sung rất nhiều cái tên trẻ tuổi kể trên. Bên cạnh Phan Tuấn Tài, Võ Minh Trọng, Giáp Tuấn Dương, Hoàng Văn Toản, Nguyễn Văn Tùng đủ tuổi đá giải U23 châu Á 2024. Nhưng như đã nói, trước mắt chúng ta đã là sân khấu lớn nhất thế giới, nơi đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Chu Dê sẽ không có lý do nào để bào chữa nếu như không đạt được chỉ tiêu tối thiểu là lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Trong tính toán đó, bất chấp đã sẵn sàng hay không, thì đội tuyển Việt Nam sẽ buộc phải chơi tấn công và lấy chọn 3 điểm kể cả phải chơi trên mặt sân cỏ nhân tạo của sân Rizal Memorial tại thủ đô Manila của Philippines. Ở tuổi 68, ông Chu Dê tự biết cần làm gì để đảm bảo dung hòa giữa mục tiêu chiến lược dài hạn và yêu cầu thành tích ngắn hạn khi đặt niềm tin vào những trụ cột dày dặn kinh nghiệm, đồng thời luôn giúp các cầu thủ trẻ sẵn sàng sung trận khi cần thiết. Trên hàng công, tiền đạo Tiến Linh đang được kỳ vọng sẽ đem đến sự khác biệt sau khi không tham gia nhiều cùng đội tuyển Việt Nam suốt 6 trận vừa qua vì nhiều lý do trong đó có chấn thương và quá tải. Ông Chu Dê hiểu rõ Tiến Linh, nằm trong top 3 ghi bàn mọi thời đại của đội tuyển Việt Nam, đang là chân sút tốt nhất của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt khi nhìn vào việc anh đứng thứ 7 châu Á với 8 bàn thắng ở vòng loại World Cup 2022. Chân sút hiện đang là đại sứ của nhãn hàng Red Bull, trực thuộc công ty TCP Việt Nam, một trong những nhà tài trợ hàng đầu của các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, đã sút tung lưới các đội bóng mạnh của khu vực như Malaysia, Indonesia cho đến những tên tuổi hàng đầu châu Á như UAE, Trung Quốc, Oman, Ả Rập Xê Út. Tất cả những thông số đó cộng thêm việc đội trưởng câu lạc bộ BKMX Bình Dương rất tích cực tham gia và điều chỉnh lối chơi để thích ứng với yêu cầu mới đã giúp anh ghi điểm trong mắt huấn luyện viên chủ gì. Câu chuyện của Tiến Linh cùng những cái tên quen thuộc khác như Trung vệ Ngọc Hải đang chạy đua với thời gian để kịp ra sân. Tiến Dũng vừa được gọi phút cuối hay là Tuấn Anh, Hùng Dũng, Văn Thanh đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chiến đỉnh cao đầu tiên để khẳng định giá trị với ông thầy mới. Song song với đó, những tài năng trẻ mới tuổi đôi mươi như là Nguyễn Đình Bắc, Hồ Văn Cường, Nguyễn Thái Sơn và nhất là Khuất Văn Khang, một đại sứ nổi bật khác của nhãn hàng Red Bull, trực thuộc công ty TCP Việt Nam cũng rất được chú ý. Trong đó không thể không nhắc đến Khuất Văn Khang được tung vào sân ở phút 67 thay cho Phạm Tuấn Hải trong trận gặp đội tuyển Hàn Quốc đã gây ấn tượng mạnh với cách chơi sáng tạo, tự tin và giàu đột biến. Nếu may mắn hơn một chút, anh đã có thể đặt dấu ấn bằng bàn thắng đáng nhớ khi quả đá phạt trực tiếp của chàng trai sinh năm 2003 đã tạo ra vòng cung tuyệt đẹp, đánh bại thủ môn Jo Hyun Hu nhưng tiếc thay lại dội cột dọc ra ngoài. Quyết tâm mạnh mẽ của Tiến Linh và khát khao sức trẻ của Khuất Văn Khang chính là thứ vũ khí mà huấn luyện viên Philip Chuje đang âm thầm chuẩn bị cho mục tiêu sút tung lưới đối thủ Philippines để có chiến thắng mở màn, chắp cánh ước mơ tại vòng loại World Cup 2026.